Ok, đây là cái mạch sẽ được tích hợp thêm vào cái mạch điều khiển đèn pha sinh nhan và tời, thì để cho nó đảo chiều tời. Đây mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ nhả tời này. Kia con ra con gạt cái nút tắt tời đi. Tắt đi. Rồi ok, thu tời lại nào, gạt lên trên. Ôi, tắt nào, rồi ok, được rồi.